Rồi ok, hello, xin chào tất cả các anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Giờ hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em một video mới ha. Thì ok anh em, hôm nay mình sẽ phân tích và mình sẽ bình luận một cái vấn đề. Mình sẽ phân tích và bình luận một cái vấn đề, đó là vì sao cho tới thời điểm hiện tại thì DJI mới phát hành cái SDK library cho DJI Mavic Mini 2, DJI Mavic Mini SE và DJI Mavic E2S ha. Thì cái này mình bình luận theo một cái quan điểm, một cái góc nhìn cá nhân của mình nha anh em, chứ không có mang cái tính gì gọi là thời sự hay là kỹ thuật gì hết ha anh em. Rồi ok anh em. Rồi ok anh em, thì đầu tiên chúng ta cần phải tìm hiểu về cái SDK library của DJI là gì hết anh em. Thì cái SDK library chúng ta hiểu một cách đơn giản, đó là chính là những cái thư viện, những cái tập hợp, những cái câu lệnh, những cái function, những cái chức năng mà DJI phát hành cho cái bên thứ ba họ sản xuất phần mềm nha anh em. Họ làm phần mềm ha, thì một cái bên thứ ba muốn làm phần mềm để kết nối với cái máy bay, kết nối với những cái thiết bị của DJI, thì họ phải có cái SDK library của DJI thì họ mới có thể làm việc được cái phần mềm của họ với phần cứng của DJI ha. Thì ví dụ như chúng ta muốn điều khiển một cái controller, ra lệnh cho nó điều khiển máy bay bay, hoặc là nhận tín hiệu từ cái tay điều khiển về và hiển thị lên trên app, thì cái SDK library nó sẽ làm cái nhiệm vụ là giống như là cái người thông dịch đó anh em, sẽ làm nhiệm vụ giống như cái người thông dịch gì đó, là thông dịch giữa cái máy bay, cái tay điều khiển và cái ứng dụng ha. Thì nếu không có cái SDK library này thì các bên thứ ba họ sẽ không có thể nào họ làm được cái app để điều khiển ha. Rồi nó hiểu đơn giản là như vậy. Thì cái vấn đề thứ hai mà mình muốn nói là tại sao cho tới thời điểm hiện tại thì DJI họ mới phát hành cái SDK library cho DJI Mavic Mini 2, DJI Mavic Mini SE và DJI E2S ha. Thì tại sao họ không phát hành luôn thì lúc mà họ mới ra mắt cái máy, mà tới bây giờ là khoảng hơn nửa năm rồi thì họ mới phát hành? Thì theo quan điểm cá nhân của mình á, mình suy nghĩ nó đơn giản như vậy nè anh em, là họ muốn giữ lại ha, họ muốn giữ lại vì họ biết là các bên thứ ba mà làm phần mềm á sẽ tạo ra được những cái tính năng rất là hay cho các thiết bị của họ. Có phải là DJI họ không đủ khả năng để phát triển những tính năng đó không? Theo mình á thì DJI á có thừa khả năng nha anh em, DJI có thừa khả năng để phát triển ra được những cái chức năng chẳng hạn như là Active Track nè, Waypoint, rồi Follow Me vân vân, rồi những cái tính năng mà hiện tại những cái app mà bên thứ ba anh em thường thấy đó, là DJI họ thừa sức để họ phát triển những tính năng đó nhưng họ không làm, mà họ lại phát hành cái SDK để cho bên thứ ba làm. Tại sao lại như vậy? Thì theo mình nghĩ là họ muốn giữ lại nha. Ban đầu là họ khi muốn giữ lại, họ muốn giữ lại cái đó để họ bán cái sản phẩm đầu tiên ra. Họ bán sản phẩm đầu tiên xong rồi, sau khi họ bán sản phẩm đầu tiên thì họ sẽ nhá hàng những cái tính năng đó thông qua một cái bên thứ ba. Đương nhiên là cái bên thứ ba đó sẽ không nhận bất kỳ cái khoản tiền nào được từ DJI nha, mình dám bảo đảm là họ sẽ không nhận bất kỳ cái khoản tiền nào từ DJI, mà đơn giản là họ kiếm tiền từ DJI nha, chứ họ không hề nhận được khoản tiền nào từ DJI đâu. Và DJI sẽ làm bộ coi như là điếc ấy, không nghe thấy, để làm lơ cho bên thứ ba họ làm những tính năng đó để kiếm tiền. Mục đích là quảng cáo ha, phô trương sức mạnh của các sản phẩm DJI, mặc dù trong cái app DJI Fly hay là DJI Go 4 của hãng á, nó không có tính năng đó, nhưng mà những cái phần cứng của DJI thì họ có thừa sức để làm, họ có thừa sức để thực hiện những cái tính năng đó, nhưng chẳng qua là họ không muốn làm để họ tạo ra cái phân khúc sản phẩm của họ ha. Thì bên thứ ba chỉ việc lấy cái SDK library đó về và phát triển tính năng thôi, khá là đơn giản ha, phần cứng có thừa ha, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là theo mình nghĩ á, DJI không là họ không làm, ví dụ như dòng Mavic Mini 2, Mini SE nó không hề có cảm biến. Và nếu như hãng họ phát triển cái tính năng, chẳng hạn những cái tính năng nâng cao của những cái dòng cao cấp á, thì vô tình á nó sẽ gây hại cho thiết bị ha, nó gây hại cho thiết bị, nó sẽ làm cho thiết bị chúng ta dễ bị rơi rụng này kia hơn. Cho nên là họ không muốn mang tiếng ha, họ không muốn mang tiếng là thêm các tính năng
này kia nọ vô mà làm hỏng thiết bị, cho nên là họ quăng cái cục đó cho bên thứ ba họ làm ha. Thì đôi bên đều có lợi, bên hãng thứ ba họ được tiền bán cái app và bên DJI cũng có lợi là quảng bá được sức mạnh của phần cứng ha. Đó đó là cái lý do mà mình nghĩ là tại sao mà tới bây giờ thì họ mới phát hành cái SDK library để cho các tính năng nó có nhiều hơn. Chẳng qua là bây giờ là khi mà doanh số nó bán đã đạt được tới cái mức mà họ kỳ vọng rồi đó, các sản phẩm mới mà họ tung ra thị trường bán được tới cái mức mà họ ok rồi thì họ sẽ nhả từ 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 ra để cho cái bên thứ ba nhảy vô và giúp họ phô trương cái sức mạnh cái hệ thống của họ và giúp kéo thêm một phần doanh số nữa. Mình theo mình nghĩ là vậy, kéo thêm một phần doanh số nữa, chứ bản thân DJI họ sẽ không có được cái lợi gì trong cái sự phát triển cái phần mềm của bên thứ ba nha. Đó là theo cái góc nhìn quan điểm cá nhân của mình về cái việc mà DJI tới thời điểm hiện tại mới phát hành cái SDK library ha. Rồi một cái nữa là cái vấn đề mình muốn nói là cái vấn đề mà pin bị khóa trong tương lai ha. Trong tương lai về vấn đề mình thì mình chuyên về làm pin hơn, những cái vấn đề về phần cứng phần mềm kia mình không có gành lắm, nhưng mà mình nhìn thấy cái vấn đề mà họ phát hành SDK mình lại nghĩ tới vấn đề pin. Là mình nghĩ là trong tương lai thì DJI họ sẽ không có trang bị thêm cái tính năng nào để khóa pin nữa đâu, mà mình nghĩ là họ sẽ chừa đường lại cho bên thứ ba làm cái phần mềm để mở khóa pin ha. Chừa đường lại nha anh em, theo mình nghĩ là họ sẽ chừa đường lại. Tại vì sao? Đơn giản vì nếu như pin DJI mà không thể mở khóa được, cái chuyện mà DJI thêm vào một cái key gì đó hay một cái code gì đó để ngăn cho các phần mềm, ngăn các phần mềm của bên thứ ba mở khóa pin rất là dễ chứ không phải khó nha. Họ chỉ cần thêm vào một cái đoạn lệnh gì đó mà khi mà người dùng tác động vào sửa chữa pin ha, nó sẽ gửi cái dữ liệu đó về server của họ đó, và pin nó sẽ báo là pin này đã bị thay thế cell, pin này đã có can thiệp này kia vào phần cứng, thì khóa vĩnh viễn nó, không cho nó mở lại. Thì chuyện đó rất là dễ, giống như anh em thấy cái việc mà thay gimbal đó, khi mà chúng ta tự mua gimbal về thay á thì chúng ta sẽ gặp rất là nhiều lỗi, mặc dù mà máy bay vẫn có thể bay được, vẫn có thể hoạt động được, nhưng mà nó hiển thị rất là nhiều lỗi. Đó chính là do DJI đã kiểm soát cái phần cứng đó, họ đã đánh vào trong đó những cái mã lệnh gì đó, khi chúng ta thay thế thì nó sẽ gửi cái đó về cho server và cái máy của chúng ta sẽ liên tục báo lỗi nha. Chính vì vậy cái chuyện mà cái viên pin mà để ngăn không cho người dùng mà thay cell nó rất là đơn giản luôn, nhưng mà mình nghĩ là DJI sẽ chừa lại cái phần đó cho bên thứ ba làm việc, coi như nó là một tính năng luôn nha. Mở khóa là một tính năng của pin DJI, nó trở thành vô tình, nó trở thành một tính năng chứ không phải là một cái sự ràng buộc ha. Đó thì tại sao lại làm như vậy, tại vì hiện tại ngoài DJI ra thì đã có những cái hãng khác phát triển những cái hệ thống máy bay không người lái rất là mạnh, chẳng hạn như Autel đó, rồi mấy cái hãng mới mới giờ ra những cái loại flycam này kia rất là nhiều luôn, nó cạnh tranh trực tiếp với DJI. Vì thế cho nên là nếu như DJI không có những cái tính năng mà chẳng hạn như là thay pin, thay cell, mở khóa pin, rồi các tính năng phát triển của bên thứ ba cực kỳ mạnh mẽ nha cho các sản phẩm của họ, thì người dùng sẽ nhanh chóng nha bỏ DJI mà nhảy sang một cái hãng khác. Vì vậy cho nên là DJI sẽ chừa lại cái đó coi như là một tính năng nha, coi như là một tính năng, mặc dù nó ảnh hưởng, nó cũng có ảnh hưởng khá là nhiều tới doanh số bán hàng này kia của họ, nhưng mà theo mình nghĩ đó, giống như là thả con tép bắt con tôm thì nó ảnh hưởng một chút xíu đó, nhưng mà nó không có nhiều, thì cho nên là họ vẫn sẽ chừa cái đường nó lại và chúng ta sẽ vẫn còn có thể thay thế pin, thay cell tự sửa máy của chúng ta một cách tiết kiệm ha anh em. Đó cái đó là theo cái quan điểm cá nhân của mình nhìn thấy cái tương lai của các sản phẩm DJI là như vậy đó ha. Rồi ý kiến của anh em như thế nào thì mời anh em để lại dưới phần comment ha. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Tạm biệt và đừng quên subscribe nhé. Cảm ơn anh em đã lắng nghe mình.